xin tổng kết lại ngày hôm nay chúng ta đã thực hiện được 45 ca bệnh nhân ạ. Kết quả rất là tốt ạ. Có 14 người là cảm thấy khỏe hơn cỡ từ 50-60%, 25 người là khỏe đến 80%, và tuyệt vời nhất là có 6 cô là bị tai biến rồi thoát vị đĩa đệm khá là lâu là cảm thấy là khỏe hẳn luôn, 100%, 90-100%. Xin chúc mừng và cảm ơn các chị em ạ. Rồi, chúc mừng những người thầy chữa yêu ho mạch. Và chúng ta thấy là trong vòng có 2 giờ đồng hồ và với những con người như thế này mà chúng ta có thể làm được từng ý kết quả thì đấy là điều tuyệt vời nha. Rồi, cảm ơn. Vui vẻ đó, là em cũng mong là tất cả mọi người đem cái phương pháp này nhiều ra để lan truyền cho tất cả những ai mà đang bị bệnh đau, như hồi sáng giờ cô chú ở đây bị giờ hết đau, thấy khỏe ghê. Cảm ơn tất cả những anh chị, các cô chú trong trung tâm Y Ho Mạch đã xuống đây để hỗ trợ. Ai cũng đi về cười hết, ai cũng về hết đau, cho nên là rất là cảm ơn. Dạ, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hốt đi anh em. Chùm gan nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.